khi làm, khi đi làm thỉnh thoảng phải phạm giới uống rượu. Tuy mình không thích thú nhưng công việc đời cư sĩ phải như vậy. Vậy uống bia rượu trong tâm có sự thích thú và uống bia rượu khi tâm không hề thích bia rượu có khác nhau gì không? Nếu điều này điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình tự tu tập không thư sư? Uh, thưa quý vị đó đương nhiên là trong vai trò một cái vị uh, tỳ kheo uh, thì sư không thể nào khuyến khích uh, bất cứ ai phạm giới được hmm. chúng ta cần phải làm rõ điều này còn trong khi mà quý vị phạm giới đó dù vì bất kỳ lý do gì thì uh, có sự khác biệt giữa cái việc chúng ta thích thú trong việc phạm giới và không thích thú trong việc phạm giới. Uh, cái điểm giống nhau đó là gì? Đó là chúng ta đều phải chịu cái ác nghiệp do cái chuyện chúng ta phạm giới gây ra. Uh, cái chuyện này á, thì không phải là do bất cứ ai trừng phạt chúng ta. À, mà tự mình uh, do cái sự thiếu hiểu biết đó. Cho nên là tự mình hại mình. Ví dụ như. Bây giờ mình đi ra mình uống thuốc trừ sâu, mình uống thuốc độc đó. Thì dù cho mình có thích thú uống thuốc độc hay là mình không thích thú uống thuốc độc. Có nghĩa là à, dù là mình thích thú hay không thích thú gì đi chăng nữa. Cái việc mình uống thuốc độc thì mình vẫn phải bị dính độc như thường. Hmm. À, và cái việc mà mình à, dính độc như vậy đó thì nó không phải là ai trừng phạt mình mà do đâu do vô Minh do mình chưa có hiểu được thấu đáo uh, lời dạy của Đức Thế Tôn cho nên mình mới có cái sự đi đến quyết định phạm giới đấy uh, thành ra là nên tránh cái thái độ lập biện Minh uh, cho cái việc là mình uh, không có giữ được giới có nghĩa là uh, do thế này do thế kia À, nên tránh cái thái độ đó. Còn trong khi mà chúng ta phạm giới đó thì uh, giống nhau, ha, giống nhau là đều đi địa ngục nhà quỷ súc sanh, không có không có tránh được, không có tránh được. Uh, chỉ có điều uh, cái anh á mà ảnh có tà kiến là cái việc uống rượu uh, là không sao, cái việc uống rượu là không phạm giới. Uh, cái việc uống rượu là không có vi phạm um, cái cái ác nghiệp thì cái anh có tà kiến á, thì ảnh sẽ đọa sâu hơn một tí xíu ví dụ như uh, cùng một cái lỗi mà cái anh uh, uh, không có tà kiến tức là tôi biết là tôi đang tạo ác nghiệp uh, tôi tin nhân quả tôi biết là tôi phải chịu quả báo cho cái hành động này thì cái anh mà ảnh uh, không có tà kiến á, mà ảnh phạm giới ảnh đọa xúc sanh sư ví dụ nha sư ví dụ còn cái anh có tà kiến á, thì ảnh phải đi xuống địa ngục hoặc ngạ quỷ tức là nó sẽ đọa sâu hơn một hoặc hai bậc uh, so với cái người có tà kiến à, không có tà kiến đấy uh, rồi cái đó là cái về cái chất lượng ha về chất lượng rồi còn về cái số lượng thì như thế này cái anh mà ảnh uh, phạm giới mà ảnh không có sự thích thú thì cái thời gian mà ảnh phải chịu cái quả ác nghiệp á nó sẽ ngắn hơn. Cái anh mà ảnh phạm giới mà ảnh có thích thú. Rồi cái anh mà ảnh phạm giới mà ảnh có sự hổ thẹn, có sự hổ thẹn đối với tội lỗi và có sự ghê sợ đối với tội lỗi thì ảnh sẽ đọa cái thời gian ảnh bị đọa nó đi địa ngục nhà quỷ súc sanh đấy thời gian ảnh bị đọa nó sẽ ngắn hơn là cái anh mà ảnh không có tạm quý, tức là à, tôi uống rượu mà tôi không thấy có tội lỗi gì ở chỏng hết trơn á và tôi uống rượu thì tôi không thấy sai chỗ nào hết tức là ảnh không có tạm quý đó thì cái thời gian mà ảnh đi xuống các cảnh giới xa đọa địa ngục nhà quỷ súc sanh thì nó sẽ lâu hơn cái lâu ở đây nhiều ít thì tùy vào cái tâm của người phạm giới Cho nên nó không có chừng mực được nha Không có chừng mực Không có thể nào đưa ra một con số chính xác Chúng ta chỉ cần biết là nó lâu hơn thôi Còn lâu hơn bao nhiêu Thì tối thiểu nha Tối thiểu là gấp chừng trăm lần Gấp ngàn lần thôi Ví dụ như cái anh mà ảnh có tạm quý xin ví dụ nha Ảnh tạm úy mà ảnh đi địa ngục Chừng một kiếp À, một kiếp trái đất thì cái anh kia ảnh đi chắc cũng chừng trăm kiếp ngàn kiếp trái đất thì nó nó trên lệch nhau cỡ đó à, hoặc là nhiều hơn ừ, khó ngắn hơn lắm à, đó là cái thứ hai quyết định là cái chuyện là mình đi mình đi lâu hay mau và cái thứ ba nó đưa đến cái sự quyết định đó là gì mình bản thân mình có sự tu tập hay không tức là mình có cái phước nó hỗ trợ hay không với người mà có phước hỗ trợ đó tức là tôi cũng phạm giới tôi phạm giới uống rượu nhưng mà ngoài ra thì tôi còn biết bố thí nè à, rồi trong năm giới thì bốn giới còn lại tôi vẫn giữ được tức là không sát sanh không trộm cắp không tài dâm không nói dối tôi vẫn giữ được bốn cái giới đó rồi tôi vẫn giữ những cái nghề bác quan trai rồi tôi vẫn có tu tập chỉ quán à, đó thì vẫn có tu tập công đức thì cái thời gian đọa đó nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với cái người cũng phạm giới nhưng mà họ không có sự phụ trợ của công đức à, ví dụ như à, cùng một cái tội sát à, sanh cùng một tội sát sanh mà người không có tạo công đức ấy, à thì cái thời gian mà họ đọa đó nó không xác định Nó khó xác định tại quá lâu đi Lâu đến mức người ta không thèm xác định Còn đối với cỡ như bà Malika Malika tức là hoàng hậu của vua đi đó Thì bà chỉ, sử dụng cái từ là chỉ Chỉ đi địa ngục một thời gian rất là dài Sau đó cái số kiếp mà bà bị uh, chặt đầu á uh, Kiếp làm người làm thú mà bà bị chặt đầu á nó chỉ nhiều như số lông cái con dê mà hồi xưa bà giết thôi đấy sử dụng cái từ chỉ để cho quý vị thấy nó kinh khủng cỡ nào làm phước cỡ như bà đó mà để quý vị có sự tương quan so sánh thì um, cái vị trí của bà Malika với ngạ với uh, vua Bác Sĩ Nó Đí nó tương đương với vị trí của bà Gia Du Đà La đối với Bồ Tát của mình tức là bà cũng tạo rất là nhiều công đức hmm. À, nhưng mà cao hơn nữa là cỡ như Bồ Tát. Bồ Tát trong những kiếp chót, trong những kiếp chót thì cũng có kiếp là ngài à, sắc xanh, à, ngài Phạm Giới sắc xanh. Thì khi ngài Phạm Giới sắc xanh như vậy ngài chỉ bị đọa à, sau khi đọa địa ngục rồi cái số kiếp mà ngài bị à, chặt đầu do khi ngài làm người làm thú nó chỉ có 7 kiếp thôi. 7 kiếp thôi ha. À, nó trên lệch nhau như vậy rồi như là cái giới không có tà dâm đó thì khi cái người phạm cái giới này thì những chúng sanh mà không có tu hành gì hết thì đi địa ngục đi địa ngục từ cái thời đức phật quá khứ đức phật Kassapa cho đến hiện tại bây giờ vẫn chưa có lên và chừng nào lên thì không biết không biết là hết a tăng kỳ kiếp này họ có lên được hay không thì cũng chưa biết còn trường hợp của bà Malika đó, bà cũng phạm cái giới này, à, nhưng mà bà có sự hỗ trợ của Phước, rồi bà có tạm úy, bà có sự hỗ thẹn tội lỗi, và hơn nữa bà chỉ phạm có một lần một thôi. À, thì à, bà đọa địa ngục, mà bà chỉ bị đọa có 7 ngày, 7 ngày cõi người đó, à, sau đó hết. Cho nên à, nó có nhiều yếu tố để mà nó quyết định cái chuyện khi mà chúng ta phạm giới như vậy đó. À, chúng ta sẽ đi sâu hay là đi cạn tức là đi xuống địa ngục ngạ quỷ hay làm đi cạn tức là đi chỉ cỡ súc san à, rồi cái thời gian mà bị đọa nhiều hay ít à, số kiếp mà mình sẽ phải chịu cái tác dụng phụ nhiều hay ít thì nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố ừ. nói về cái giới này thì cái người mà phạm nặng ha, cái người mà phạm tội nặng thì trong những kiếp họ sanh làm người Họ sẽ bị làm những người khùng điên Ví dụ như những người mà bị điên bẩm sinh Những người bị uh, tâm thần bẩm sinh uh, Còn mà bị nhẹ đó Thì cái trí nó sẽ suy giảm Ví dụ như có những người um, Họ học Cái khả năng tiếp thu họ rất là kém Khả năng suy nghĩ họ rất là kém Khả năng nhạy bén của họ rất là kém Khả năng ghi nhớ của họ rất là kém Đấy rồi nhẹ nhẹ nhất ấy. nhẹ nhất là gì nhẹ nhất nha xin nói nhẹ nhất là cũng trí thì nó cũng bình thường nhưng chỉ có điều là không thể chứng đắc đạo quả có nghĩa là tu cỡ nào thì tu ờ, sư từng gặp rất là nhiều người có lòng muốn tu lắm nhưng mà do họ bị tâm thần ờ, cho nên là không thể cho họ xuất gia được nhưng mà cái lòng muốn tu của họ phải nói là mình nhiều lúc đó, mình thấy là cái lòng tu của họ còn mạnh hơn mình ấy nha, tức là họ rất là muốn tu à, nhưng mà do cái ký họ có vấn đề đó, cho nên không cho họ xuất gia được đây thành ra là đối với phương diện quả báo thì nó cũng sẽ có nặng nhẹ khác nhau nhưng mà tốt nhất là mình vẫn không nên phạm giới bởi vì có phạm là có đi địa ngục tránh không được nha có phạm là có đi địa ngục có phạm là sẽ có những kiếp mình bị điên loạn, có phạm là sẽ có những kiếp gặp chánh pháp mà mình ngơ ngơ ngu ngu mình không biết cái gì hết, tội lắm. Thì gặp mấy người mà có lòng tu á mà bị tâm thần nó tội lắm. À... Thành ra là phải cân nhắc cẩn thận. Tại vì sao? Cái mình được á nó chỉ một chút xíu thôi mà cái mình mất nó có rất là nhiều. À, nó giống như một cái lo một cái lọ thuốc chuột mà người ta bỏ vài cái giọt siro vào ở trong đó mình nghe cái mùi nó thơm vì mình khoái cái mùi thơm siro cho nên là mình uống nguyên cả một chai thuốc chuột thì cái lợi ích của vài giọt siro đó nó không đáng là gì so với cái hậu quả nặng nề do mình dớt nguyên một chai thuốc chuột nha tôi phải nhắc nhở để cho quý vị ý thức được chuyện đó